Chào tất cả các bạn, mình là tính mình đang nhận cho bà một ông bạn là ở Bình Dương nha, một ship ở Bình Dương nha, đưa ba miếng nha, một hai ba nha. Rồi ok, anh ấy đưa luôn cái men cái nguồn chạy, men chạy mà không nhận game nha. Men kêu game nha, chạy một chút nha, mình khách. Men báo game nha mọi người, men báo game. Men báo ra không chạy nha. Ở đây là Giga H61MD2 mà đang chạy con Subaru i391S. Mình sẽ tiến hành nạp lại BIOS khác nha. Mình sẽ tiến hành nạp cái BIOS để chạy được i391 nha mọi người. Giờ mình sẽ tiến hành nạp lại BIOS. Cái BIOS mặc định của trang chủ nha, không chạy được nha. Nói chung là mình phải mau BIOS này. Nhưng bây giờ mình đã có sụt sẵn thì mình tiến hành mình tháo ra mình nạp luôn. Cái sụt mà bị mấy cái men này mà chạy i391F2G460 á, làm mấy cái sụt BIOS ở trên trang chủ là mình không chạy được nha mọi người. Nhận báo ngang hoài nha. Nếu bạn nào nhà có Subaru thấp hơn thì mình cứ tải Subaru công nghiệp về nhà mình chạy thôi. Còn mình không có Subaru thì mình tiến hành mình nạp cái Subaru BIOS khác. Con này phải gắn cảm hình giờ mới chạy nha. Gắn nạp lại rồi ngồi mình lấy cảm hình giờ mình test xong.
mình đang dùng cái GT809H nên cái tốc độ nạp cũng hơi khá nhanh. Mới giải quyết được vấn đề nha. Nhà mua cái chương trình thấp quá thì không được đâu. Được nhưng mà chạy chậm. Đây trên đây nó có hai con Bios. Mình chỉ cần nạp một con M rồi được rồi nha mọi người. Không nhất thiết phải nạp hai con nha. Con B mình có thể tháo ra. Nhiều bạn mà không gần mà hỏi mình á. Con B tháo ra, con nạp con M thôi. Vệ sinh này cho đẹp đó mọi người, hết xăng rồi, chưa đi mua được, không bỏ hết rồi. Có cái miếng B cũng bị y vậy luôn á nha. Con thấy B cũng 75 nó bị lỗ, lọt cái lỗ rồi. Con cao quá. Con B 61 nó bị y vậy mà giờ nó không kích, nó không kích nguồn được. Rồi mấy anh. Thôi sớm tôi thử ra tiếng tôi nha. Rồi. Chạy đi mua dây lo luôn. Ok mọi người. Sao cậu đâu rồi? Ngoài kia đực quá. Bây giờ cái này là phải gắn cây cạc rồi nó chạy nha mọi người. Ok, cái sụt mình chạy rồi nha. Đây. Sớm nha. Y391 nè, không. À 91. Rồi. Cái này là anh này ở Bình Dương là một tỉnh nhét nha mọi người. Anh đang chạy Y391 với G450. Mấy anh mấy phải gửi mình nói mình chưa biết để tiến hành mình nạp Bios để cho chạy được cái máy men nha. Mình không biết được mình đang chạy 61 gì đó. Đó, để mình tiến hành mình nạp lại những cái sụp Bios để hỗ trợ cho cái chiếc đó. Đây thì gửi men không không có servo mình nên mình không biết được nào mình để mình nạp vô cho nó ok nha. Rồi ok, những miếng này bị gì đây, như là tình trạng kích tắc. Men kích nguồn chạy nha. Cái men này đang bị mắc nguồn nha. Okay. 0.9 ok. Cái men này đang bị mắc nguồn gam không có nha. Cần số 5 nó có áp nha. Cho nghe không có nguồn nha. Rồi ok, mình xả luôn. Trong đây là con mình không cần mình phải tháo cái ra mọi người, không cần phải tháo cái mỏ cò, tại vì trong đây nó sát cái dắt ra mà mình khò vô cái nó cháy cái ra người ta. Ok nha mọi người, nó bị mắc nguồn gam thôi nha. Mắc nguồn gam thì mấy thứ khác sẽ không mắc. Mọi người đối với dòng hết đó, hát mà không cái bài này mắc nguồn gam than hả? Hả đi thay xây gam. Nó cũng khó chết lắm.
mình sẽ kiểm tra yếu tố bên ngoài trước. Còn kêu gam nha mọi người, kêu gam hư người ta. Cô bạn này bữa nay gửi không được mới chết chứ. Khu vực này khu vực dịch, gửi vô là hàng nhanh nó không cho vô. Của mình dịch thiệt nhưng mà giao hàng nhanh thì thôi, giao hàng nhanh vô được. Nhưng mà mấy thứ khác đi không được. Người thì vô không được nhưng mà giao hàng thì vô được. Nào, nó vẫn còn báo gam. Cái này tiệm nét nên buộc lòng mình phải tiệm mình test cái mình nạp cái BIOS con G46 con G4 cái file mới nha mọi người. Cái file mới nó mới chạy được cái nó chạy được cái con CPU. Mình nạp con cái file BIOS nào mới thì nó sẽ không chạy được cái G44 mình này. Để mình phải nạp BIOS này, nó báo game. Nếu mình nạp BIOS cũ thì về nhà sẽ chạy không chạy CPU này. Phải socket dơ mọi người, thấy chưa mọi người, socket dơ mà nó vẫn còn bị báo gam nha mọi người, để ý nha. Đó, anh em phải để ý kỹ. Socket dơ không chết dơ nó cũng không nhận gam. Nếu mà nó chạy được rồi thì mình không cần nạp BIOS nha. Ok game nha. Ok game không nhận nha. Chắc sắp chết dơ. Rồi mình tiến hành vệ sinh cái xong nha mọi người. Để đỡ mất thời gian. Lắm gối gửi về mà. Mọi người mua cái cây này nè để mình vệ sinh. Thế mọi người, mình chỉ cần xả em của nguồn ra mình chạy nha. Rồi ok, men vẫn còn đẹp nha. Đây một miếng nữa. Men này số 2. Men này vẫn còn khá đẹp nha. Men kích nguồn vậy. Ok nha. Giờ mình kiểm tra app nè. App nguồn game có nè. App này ok nè. App này ok nè. App này ok nè. Năm con có vào có nè. Bluetooth ok nè. Nguồn pin ok nè.
98 này. Sau khi kiểm tra tất cả các mức áp mình cảm thấy ok nha mọi người, tất cả các mức áp ok hết thì mình tiến hành nạp gió. Suy nghĩ chi nhiều lúc đầu quên, ví dụ mới nãy mình vừa tháo ra còn con gió ở đây thì tiến hành mình bóc gió này ra mình nạp luôn. Còn con gió nãy mình nạp ra mình bóc ra. Chữa cho một ship lớn ở Bình Dương nha mọi người. Rồi, ok. Khâu kiểm tra anh kiểm tra hết rồi, mình khỏi suy nghĩ khỏi cần kiểm nữa. Anh thợ anh cũng kiểm tra được mấy thứ khác hết rồi, giờ mình cứ vô mình làm, vô mình đem làm thôi. Rồi mình để xin luôn xuống cái xe bu đừng gọi, chỉ khi mình đo mắt nguồn mình mới tính tiếp, còn ở đây đã đủ nguồn hết thì mình làm những bước cơ bản. Ôi, xin lỗi, trời ơi, tào lao thiệt. Mình mới xóa gió thôi, mình chưa nạp gió. Quên này. Rõn rồi mọi người, 12 giờ tới giờ cơm mà nó đói bụng rồi. Cung nó đói bụng rồi, quên mắc mờ rồi. Mới sáng chuột con gió xóa thịt trơn, mà chưa nạp vô gì trơn, cái lấy gà. Chưa nạp sụt cho luôn. Đúng là tào lao thiệt. Mọi người thấy video hay cho xin một xin like đăng ký cho mọi người. Mình chủ yếu làm video cho mọi người, chia sẻ mọi người cho mình like đăng ký. Mấy ai nhiều lúc đang lười lên chia sẻ cho mình xin một like đăng ký nha. Đăng ký mà thấy nhiều nhiều mình vui, mình có thể ra rảnh rảnh mình ra video nữa. Cái này mình đang nạp sụt VOS rồi, cái sụt chạy luôn con G460 nha, và 911S luôn nha mọi người. Để cho nó về mà của khách mà có test mấy con Subu dòng cao 91F là khỏi gần mau lại nha. À, tại này là ảnh đâu anh phòng nét đi, vừa một vừa là công ty máy tính mà vừa là một hai ba phòng nét luôn. À, giờ Sài Gòn giờ to rồi mọi người à. Ngày 4-5 ngàn ca không à, không được ra, người dân không được ra đường nha, ở trong nhà giao nhận thì có thể giao nhận được, shipper giao lại được, còn như mình ra đường thì bị phạt 2 triệu. Nhưng mà bây giờ mọi người tốt ở trong nhà, dịch quá rồi mình không nên đi ngoài đường linh tinh, vừa bảo vệ cho mình vừa bảo vệ cho xã hội.
mọi người nghe gì chưa? Tiếng kêu thân thương chưa? Tiền về túi nhiều người hiền nha. Đó, nên mọi người hãy nên nhớ mình khi kiểm tra trước, trước lúc mình phải làm cái muốn vấn đề nào đó. Để mình làm chưa thì mình làm vô, mình làm nhiều quá mà kiểm tra chưa kỹ mình sẽ làm nát cái men của người ta. Mình làm gì thì cái men mình vẫn không nhìn, mình thấy nhìn vô chưa làm hết. Để mình xác định luôn chính xác của mình. Rồi, ok. Tiền về túi người hiền nha. Rồi, ok, video của mình tới đây xin kết thúc nha mọi người. Mọi người thấy video hay, hữu ích thì mọi người cho mình xin một like đăng ký. Một like đăng ký miễn phí hết nha mọi người. Mọi người cho một like đăng ký cho mình có nhiều động lực, nhiều video hữu ích cho mọi người. Rồi, xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người ở video tiếp theo. Xin chào tạm biệt mọi người.